Đàm Vĩnh Hưng gọi thẳng tên thành viên trong dòng họ, nhắc đến việc cây đậm không trái, gái đậm không con, gây xôn xao. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ tên các thành viên trong dòng họ nội ngoại nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Vào chiều ngày 3 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng đã liệt kê hàng loạt tên tuổi trong gia đình, dòng họ cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cụ thể, trên Facebook cá nhân, ông Hoàng Nhạc Việt đăng tải một phép về người mẫu đàn ông hoàn hảo kèm chia sẻ: "Nhà bạn có đông không? Tình hình dịch như này, nguy cơ sẽ bị đông đấy. Ngày xưa, các cụ cứ hay quan niệm, đông con, đông của, trời sinh voi sinh cỏ, hoặc sợ cây đậm không trái, gái đậm không con, nên cứ thế mà xin ấn, xuất bản. Rồi nhà gần sân bay, gần đường ray xe lửa, gần chợ thêm phần không có gì để giải trí, ngoài môn xếp hình nghệ thuật hay vật tự do, nên mỗi hộ từ 8 đến 12 con là chuyện bình thường, không có gì phải ngạc nhiên. Ngoại tôi nè, bái phục luôn, mình hai ba đứa là muốn khùng rồi. Đây 12 nhắc chẵn, đố mọi người chị đúng tên má tôi nha. Nhà ngoại, thọ lộc an hoa, vang hoa hiền, lành khiêm nhường, anh quốc. Nhà tôi, Hưng, Hạnh, Hằng đã mất, Hiếu đã mất, Hùng bà một, Hòa bà ba, Hoàng bà ba thất lạc." Theo đó, nam ca sĩ đã cất công liệt kê hết thảy tên tuổi trong gia đình và bật mí bà ngoại anh có đến 12 người con. Cũng trong bài đăng này, Đàm Vĩnh Hưng còn thích thú đố khán giả tìm đúng tên mẹ ruột của anh trong số những thành viên đã nêu. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn đăng kèm hình ảnh có nội dung về việc thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có rất nhiều đàn ông lý tưởng, đó là không nhậu nhẹt, không cà phê, không cờ bạc, không gái gú, ở nhà 24/24, tiết kiệm tiền, vợ chửi không dám cãi, không bỏ nhà đi. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là cách nói hài hước dí dỏm mọi người truyền tay nhau để vơi đi phần nào lo lắng, căng thẳng trong mùa dịch. Rất nhanh chóng, mẩu chuyện của giọng ca Xin lỗi tình yêu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng và nhận được không ít lượt tương tác. Bác gái tên Thọ đúng không anh? Mẹ anh tên Hoa phải không ạ? Dạ, bà đứng số 1 tên Thọ anh ơi. Nếu em đoán không lầm là má anh là cô Vĩnh. Được biết, Đàm Vĩnh Hưng sinh ra trong gia đình thiếu thốn tình cảm từ bố ruột. Một tay mẹ anh đã làm lùng vất vả nuôi anh em khôn lớn. Nhờ sự yêu thương chăm sóc tận tình của mẹ, Đàm Vĩnh Hưng lớn lên khỏe mạnh và dần có được tiếng tăm, chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz như ngày hôm nay.